tôi đang tham quan khu vực phía bên trong của gian trưng bày Patek Philippe. Trong không gian này thì điểm đặc biệt đó chính là khu vực trưng bày những chiếc đồng hồ mới được giới thiệu của Patek Philippe năm nay. Sau đây thì chúng ta hãy cùng khám phá. Đầu tiên đó chính là bộ 3 Patek Philippe 6007G với lớp vỏ bằng vàng trắng. Thì đây là ba chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Calatrava, và khác biệt với bộ sưu tập Calatrava trước đây đó là những chiếc đồng hồ cổ điển, thì ba chiếc đồng hồ này thì hơi hướng thể thao hơn với màu sắc màu đỏ, màu vàng hay là màu xanh Tiffany. Những màu sắc này chỉ xuất hiện ở trong những chi tiết nhỏ như là mặt sau của dây, kim dây, cọc số hay là những đường chỉ khâu. Tuy nhiên nó lại mang đến một hiệu ứng rất là trẻ trung và rất nổi bật. Mức giá cho mỗi một chiếc đồng hồ này rơi vào khoảng 37.850 USD, đô la Mỹ. Tiếp đến đó chính là chiếc đồng hồ dành cho nữ mang tên Calatrava 4997-200R. Thì bộ sưu tập Calatrava dành cho nữ này trước đây đã có màu xanh. Thì chiếc đồng hồ được giới thiệu năm 2023 có một màu tôi không biết mô tả đây là màu gì. Có lẽ nó là màu tím, hơi tím hồng. Đó, và lớp vỏ thì là lớp vỏ vàng hồng. Mặt số của chiếc đồng hồ này thì rất là có chiều sâu và họa tiết sóng. Đây là kết quả của hơn 50 lớp sơn mài mờ được chế tạo thủ công. Viền đồng hồ thì được nạm 76 viên kim cương. Mức giá cho chiếc đồng hồ này tôi cảm giác khá dễ chịu, là 38.441 đô la Mỹ. Phiên bản tiếp theo đó chính là phiên bản 4962, chính là một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập của Gondolo mang tên là Serrata. Bộ sưu tập Gondolo là tuyển tập những chiếc đồng hồ rất là đặc biệt của Patek, lấy cảm hứng từ phong cách nghệ thuật Art Deco. Thì chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ sở hữu lớp vỏ bằng vàng hồng, nhìn trực diện thì có hình chữ nhật, nhưng bản chất lại được tạo nên bởi nhiều đường cong. Điểm nhấn của lớp vỏ đó chính là những viên đá Siparit xếp thành dải theo đường cong mềm mại của viền đồng hồ. Bên trong là mặt số sơn mài màu nâu được trang trí bằng họa tiết hoa, các lớp hoàn thiện tương phản. Mức giá cho chiếc đồng hồ này đó là 40.216 đô la Mỹ. Chiếc đồng hồ tiếp theo đó chính là chiếc đồng hồ Aquanaut mang mã hiệu 5261 Loose Annual Calendar dành cho nữ giới và có thể đeo theo hướng unisex. Model 5261 này thì có lớp vỏ bằng vàng hồng, đường kính 39.9mm và độ dày là 10.94mm. Mặt số đồng hồ ở bên dưới kính sapphire thì có màu xanh. Ngày được hiển thị ở trong ô cửa sổ ở vị trí góc 6 giờ. Lịch tuần trăng xuất hiện ở góc 12 giờ như tôi vừa mới giới thiệu. Bộ máy của chiếc đồng hồ này là bộ máy 26330 và mức dự trữ năng lượng trong khoảng từ 35 đến 45 tiếng. Mức giá là 61.000 euro. Chiếc đồng hồ tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu đó chính là chiếc 5968 Chronograph Aquanaut. Aquanaut Chronograph 5968 trước đây đã có phiên bản vàng trắng, phiên bản thép, và lần này chúng ta sẽ thấy với lớp vỏ bằng vàng hồng, mặt số chocolate. Mức giá của chiếc 5968R này là 75.700 USD. Năm nay, mẫu đồng hồ quen thuộc cũng là một trong số những con gà đẻ trứng vàng của Patek, 5905 đã giới thiệu một phiên bản với lớp vỏ bằng vàng hồng và một mặt số xanh mới. Trước đây thì mặt số xanh chúng ta thấy sẽ xuất hiện ở trên phiên bản Platinum. Tuy nhiên là bây giờ chúng ta đã có phiên bản mặt số xanh với lớp vỏ bằng vàng hồng. Bộ máy thì không có gì thay đổi, CH28520 và thời lượng COD 55 tiếng. Chiếc đồng hồ tiếp theo, chiếc đồng hồ 5924G. Nói một chút về chiếc đồng hồ này thì đây là một bộ sưu tập là Calatrava Pilot Travel Time, là dành cho những người phi công thường xuyên thay đổi, di chuyển thay đổi giữa các múi giờ. Chỉ trong vòng 8 năm từ một chiếc đồng hồ gây tranh cãi, Calatrava Pilot Travel Time đã trở thành một cỗ máy đến thời gian được khá là nhiều người quan tâm. Và năm nay thì thương hiệu lâu đời Patek Philippe đã kết nạp hai phiên bản mới vào dòng Pilot Travel Time có chức năng Chronograph Flyback kết hợp với múi giờ thứ hai. Hai phiên bản mới ra được làm từ vàng trắng và những tông màu hiện đại, một điểm nhấn khác biệt trong đại gia đình Calatrava. Kích cỡ của chiếc đồng hồ 5924G là 42mm và dày 13,05mm. Phía bên trong, Patek sử dụng cỗ máy CH28520 có khả năng dự trữ năng lượng ở trong khoảng 55 tiếng. Và mức giá cho chiếc đồng hồ này là 64.000 Swiss francs. Chiếc đồng hồ tiếp theo, một chiếc đồng hồ rất là lạ và rất là mới, đó chính là chiếc Patek Philippe mang mã hiệu 5224R, Calatrava 24 Hour Display Travel Time. Chiếc đồng hồ 5224R là một mẫu đồng hồ hoàn toàn mới được Patek Philippe giới thiệu tại Watch & Wonder 2023.
Mẫu đồng hồ này vẫn thể hiện múi giờ kép, tuy nhiên là hiển thị theo dạng 24 giờ, rất là mới lạ. Các cọc số chỉ giờ đã thay thế để thuận tiện cho việc chúng ta theo dõi giờ sáng và giờ tối. Điểm đặc biệt và điểm tôi rất là thích trên chiếc đồng hồ này là sự kết hợp giữa kim sirin, kim dạng ống tiêm và cái múi giờ thứ hai ấy, thì được làm skeleton khoét rỗng. Chiếc đồng hồ năm 2024 có sử dụng bộ máy tự động mang mã hiệu là 31260PS. Thì cỗ máy này có sử dụng cái rotor khuy áo trông khá là bắt mắt. Mức giá hãng của chiếc đồng hồ này là 57.366 USD. Hai chiếc đồng hồ 6300 thì tôi đã có giới thiệu ở video trước. Càng về cuối này thì chúng ta sẽ càng được chiêm ngưỡng những chiếc đồng hồ phức tạp, những kiệt tác cơ khí của Patek Philippe. Kế tiếp đó chính là chiếc Patek Philippe Grand Complication 5316P với lớp vỏ Platinum. Có thể nói Grand Complication 5316P là một siêu máy tính chứa đựng những cơ chế được xem là thử thách với mọi nhà sản xuất đồng hồ, thì có chức năng tourbillon, lịch vạn niên và cả điểm chuông nữa. Cái điểm đặc biệt của chiếc đồng hồ này không thể không nhắc tới đó chính là cái kính bằng sapphire màu khói. Kích cỡ vỏ của chiếc đồng hồ này đó là 40,2mm và dày 13,23mm. Bên trong chiếc đồng hồ sở hữu cỗ máy RTO 27PSQR rất là ấn tượng với chức năng tourbillon, điểm chuông. Kế tiếp đó chính là chiếc Patek Philippe Grand Complication mang mã hiệu 5178G. Thì mọi mẫu đồng hồ 5178 thì đều rất đẹp theo một cách rất là riêng biệt. Thì mẫu đồng hồ 5718 năm nay thì cũng không phải là một ngoại lệ, bởi cái mắt số với những đường vân guilloche được chế tác thủ công rất là đẹp mắt. Giống như vỏ này thì mặt số được làm từ vàng trắng, sau đó là phủ lên một lớp men grand fail màu xanh. Sau đó nghệ nhân thì làm vân họa tiết guilloche. Guilloche ở đây thì nó thiên theo hướng cả sóng biển, cả hình hoa nữa. Nó rất là thôi miên. Cọc số thì cọc số Breguet cổ điển, hay gọi là cọc số Ả Rập ạ. Chiếc đồng hồ này thì có chức năng là điểm chuông. Đó, điểm chuông. Cũng sử dụng cỗ máy là R27PS. Hai chiếc đồng hồ cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu tới quý vị khán giả đó là hai chiếc đồng hồ với chức năng World Time mang mã hiệu là 5231 và một chiếc đặc biệt hơn đó là 5531. Thì tôi muốn giới thiệu tới quý vị chiếc 5531 này thì nó được nằm trong bộ sưu tập Rare Handcraft 2023. Chức năng chính của chiếc đồng hồ là World Time và điểm chuông. Phần trung tâm của chiếc đồng hồ 5531G này đó chính là một bức tranh được vẽ một chiếc thuyền chạy bằng hơi nước trên hồ Geneva với biểu tượng là lá cờ của Thụy Sĩ, rất là đẹp mắt. Đó là những cái mẫu đồng hồ mới ra mắt ở tại sự kiện Watch and Wonder của Patek Philippe năm 2023. Quý vị có cảm nhận như thế nào về những mẫu đồng hồ mới ra năm nay? Hãy cùng comment ở phía dưới video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.